Đối với hai cháu, tôi có đôi điều nhắn nhủ. Trước Tết, hôm nay là MC Minh Vượng vừa nói đến chú rể hôm nay là đẹp trai, xinh tươi. Nhưng còn thiếu một tí điều là hôm nay cháu rất phấn khởi và dâng trào. Cháu có tâm sự nhẹ với tôi như thế này. Bác ơi, cháu phấn khởi quá, không biết nói gì hơn. Cháu đi tìm khắp Đông Tây, ô hay, hạnh phúc ở ngay bên mình, lụa về trong gối trong chăn, niềm vui có được nụ cười với nhân ba. Vâng, đấy cũng là cái tâm sự của cháu. Nhưng tôi thấy hai bà lại thì thầm với nhau này. Bà ơi, mong sao 9 tháng 10 ngày có thằng cu tí để bà bồng đi chơi. Đấy là niềm mong ước của đôi bên gia đình. Cũng như tôi muốn nhắn nhủ đôi điều với các cháu. Mong cho các cháu cố gắng làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của dâu hiền rể thảo. Và tôi xin chúc các cháu 6 chữ vàng: mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cuối cùng, sang năm mới tôi xin kính chúc toàn thể hội hôn an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa các cụ và kính thưa toàn thể duyên hôn hôn kính mến, thật là chầu xin được bởi lời mời mà đức thương là bởi những lời ấy ân có lời thất điều của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai. Một lần nữa chúng ta lại thấy được cái tình cảm vô cùng quý báu của các cụ, của các bà, các vị đại biểu là những người đã hướng chào hướng lái cho con tự tình của các trong mình đã cập tới đến bờ hạnh phúc hôm nay. Và để đáp lại cái công lao và cái lòng mong mỏi đó, hôm nay có dâu và chú rể xin hứa cho toàn thể hồi hôn kể từ nay đã là vợ chồng, yêu nhau yêu cả đường đi mà quý nhau quý cả tôn ti họ hàng, yêu nhau thì bạn sư trần hề và 100 chân lành cũng kê cho vừa. Người chồng phải như mũi kim vàng chân lực, người vợ phải là sợi chỉ điều khéo léo, có như vậy mới thêu dệt được hạnh phúc muôn năm và muôn năm vững bền mãi mãi. Quý vị, anh chị và các bạn, chú rể Tuấn An và cô dâu Bích Đùa đã có biết bao nhiêu đêm trăng sáng cùng đi trên những con đường dài bước ấp, được sống trong một gia đình và được hưởng hạnh phúc dài lâu. Và để rồi hôm nay từ đây như thể con tòng cùng ăn một lá cùng nằm một năm, từ đây như thể con ong con quấn con quýt con trong con ngoài. Vâng, niềm vui thì là đến bờ vui mà bờ vui lại nối niềm vui thật rào. Để tiếp theo chương trình văn nghệ sau đây xin được trân trọng kính mời Tâm ạ, xin được trân trọng kính mời bà Tâm là cũng là mợ của chú rể ạ, sẽ lên góc vui của chương trình văn nghệ đặc biệt để chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu và chú rể hôm nay ạ. Xin được trân trọng và trân trọng kính mời ạ.